Đầu tiên là như bản muốn mua điện thoại giá rẻ cấu hình cao, các dòng máy xách tay đến từ Xiaomi, Realme, những cái dòng gaming phone, có thể ghé qua Nam Béo Store. Đây là cửa hàng của mình chuyên bán những cái dòng máy giá rẻ, cấu hình tốt, chất lượng sản phẩm được kiểm định rất kỹ lưỡng, đi kèm chế độ bảo hành tuyệt vời. Tất cả là vì quyền lợi của người tiêu dùng, như là bao test 3 tháng, đổi trả với tất cả các lỗi đến từ nhà sản xuất này, cũng như là bảo hành trách nhiệm lên đến 6 tháng, hỗ trợ up ROM các dòng máy Xiaomi miễn phí, bảo hành phần mềm trọn đời. Thì chi tiết các bạn có thể bấm vào đường link phía dưới mô tả video giúp mình. Có hỏi đến từ bạn là VM Gaming, anh ấy cho hỏi là giữa hai con máy là Redmi 13R 5G 4128 và ITEL S23 8128 thì em không có nhu cầu chơi game thì nên chọn con nào? Cảm ơn, chúc anh nhiều sức khỏe. Ok, cảm ơn em nha. Thực ra là hai con này nếu như để nói rẻ hơn thì cái con ITEL S23 nó sẽ rẻ hơn ha. Nếu như mà em canh sale thì nó sẽ rơi vào tầm là thậm chí là dưới 2 củ. Nhưng mà tất nhiên con này thì thông số cấu hình nó thì nó ở mức độ trung bình thôi. Nó sẽ được cái mức RAM 8 cũng như 128, nhưng mà con chip này thì nó khá là thọt. Chip nó chỉ là Ubisoft P606 thôi. Thọt có nghĩa là để mà em chơi game thì nó rất là thọt, nhưng mà để mà em xài bình thường thì nó vẫn có thể đáp ứng được nha. Và với hiệu năng của một chiếc máy thì nó sẽ quyết định đa phần là đến từ con chip nha. Đó, nên là dù là RAM ROM to hơn, nhưng cái khả năng để nói xử lý và chơi game ấy thì cái con là Redmi 13R 5G thì nó vẫn là tốt hơn. Nên là với hai con này thì nếu như mà em có nhu cầu chơi game á, thì nên lấy con Redmi 13R 5G nhé. Vì là con này thì nó sẽ đáp ứng cho việc gaming tốt hơn khi mà nó trang bị chip Dimensity 6000 Plus. Con chip này thì nó mạnh hơn nhiều nếu như so với con T606. Cái điểm khác biệt giữa hai con này chỉ còn đến từ việc là một bên chính hãng, một bên xách tay. Rõ ràng là với 13R 5G nó là máy xách tay nên là mới có cấu hình cao với cái mức giá rẻ ha. Nên là con này thì em sẽ mua chấp nhận về cái vấn đề bảo hành hậu mãi thì không bằng, đánh đổi thôi. Còn với iTEL S23 thì từ khi em mua làm máy phủ, em xài bình thường thì được, chứ chơi game thì nó không phải là lựa chọn tốt đâu nha, hoặc là nó sẽ chơi khá là lắc giặt. Câu hỏi đến từ bản Nghĩa, máy Xiaomi không unlock dùng lâu dài được không anh? Vẫn được, nó không có vấn đề gì hết. Thực ra là cái vấn đề unlock là rất nhiều bạn hiểu lầm là máy Xiaomi không unlock là không xài được, nó hoặc xài không được lâu dài, thì điều này là sai nha. Nó còn tùy thuộc vào từng người. Đối với những người rành thì máy không unlock họ vẫn xài rất ngon, nó không bị ảnh hưởng cái gì hết. Vì cơ bản cái việc unlock của Xiaomi đó là unlock bootloader, nó không phải là unlock sim sóng đồ này kia ha. Có nghĩa là về sim sóng xài rất bình thường, không bị chặn hay bị gì hết. Thậm chí là còn lợi thế hơn cả là các dòng Realme nha, hay là OnePlus phải unlock sim. Còn Xiaomi là không bị unlock sim nhưng lại dính cái unlock bootloader nếu như mà muốn up ROM quốc tế. Và bây giờ Xiaomi đã chặn với đa số các dòng rồi. Nếu như mà không unlock được thì các bạn sẽ phải dùng một là ROM gốc Việt hóa, và hai có những cái dòng máy mà không cần unlock vẫn up được ROM, có nghĩa là những dòng này thì up ROM theo kiểu fake unlock. Ví dụ như là những con như kiểu Note 13 Pro, Mi 13, Mi 13 Pro, những cái con mà có ROM quốc tế thì có thể vượt rào unlock để mà up ROM được, thì vẫn xài rất là bình thường, lâu dài, không có quá nhiều những cái bất cập hay nữa như mà rành. Đó, còn thực ra là có rất nhiều bản nha, có thể là 10 bản xài sách tay Xiaomi thì sẽ có tầm 2-3 người là không cần unlock up ROM gì hết mà người ta chỉ xài ROM gốc Việt hóa, hoặc có thể người ta xài tiếng Anh luôn. Bởi vì ROM gốc thì nó sẽ tối ưu tốt về hiệu năng và pin. Đó, thì vẫn có thể xài lâu dài, không có vấn đề gì hết. Còn vấn đề về thông báo thì chủ yếu là ăn nhau ở cái cách fix thôi. Nếu như bạn chịu tìm tòi fix thì nó cũng rất là ok ha. Nên là về nói Xiaomi thì tất nhiên là nó cũng sẽ có ưu và nhược. Thì cái vấn đề mà chặn unlock thì cũng có hai cái khía cạnh như vậy ha. Đối với những bạn nó không quá rành thì thực sự là các bạn có thể là nên mua những cái dòng mà có sẵn tiếng Việt, như kiểu là iQOO, Vivo, Oppo, Realme, OnePlus, Honor á. Còn những bạn thực sự mà rành hoặc là chịu khó vọc vạch thì vẫn có thể tiếp tục xài Xiaomi. Câu hỏi đến từ bạn là Bảo Trần 94, có nên chuyển từ LG V50 sang Redmi Note 13 Pro 5G không bản? Điện thoại phủ chơi game nhưng không chơi Genshin, thích cái màn hình với vân tay nhúng, dán cường lực, có dùng được vân tay không này? V50 thì phụ kiện cũng chán, pin yếu, sạc 18W, mong anh giải đáp này. Note 13 Pro mua sang tay 4 củ. Thực ra với mức giá này là khá là hợp lý. Và nếu như mà trong tầm này thì rõ ràng em phải bù lên rồi, vì là V50 thì nó là cái dòng bây giờ mà em bán cũng tầm khoảng là hơn 2 củ thôi ha. Nếu như em bán lại còn tùy vào hình thức nữa. Và nếu như mà em làm máy phủ mà chơi game bình thường thì Note 13 Pro mà trong cái tầm 4 củ thì nó cũng là một trong những cái con ngon nhất rồi. Ưu điểm con này là cái màn hình AMOLED 1.5K viền mỏng, kính Corning Gorilla Victor và độ sáng tương đối tốt, cũng như là có vân tay nhúng. Như em nói, em thích công nghệ mới vân tay nhúng thì xài nó cũng khá là tiện này. Cũng như con này có pin trâu 5000mAh, sạc 67W và thiết kế cũng đẹp. Hai mặt kính cường lực, có kháng nước IP54, hay là nó sẽ có loa kép, và tất nhiên là có thể là camera nó chụp nó cũng chưa hẳn đã ăn được V50 đâu nha. Nhưng mà camera của nó vẫn ở mức ổn chứ không phải đến nỗi là quá xấu. Và con đỏng pin nó sẽ trâu hơn đấy tương đối, và sạc nhanh hơn tương đối so với lại là V50 thì ok, em vẫn có thể cân nhắc qua được. Vì cơ bản bây giờ trong tầm 4 củ thì cũng không có con nào mà nó trội hơn nhiều lắm. Và Note 13 Pro thì vẫn có thể uprom quốc tế fake unlock được. Nó cũng là một điểm lợi thế nha. Câu hỏi đến từ bản Hạc Đỗ. Chào anh Nam, hiện tại em đang phân vân giữa Mi 14T và Find X6 Pro 99%. Em chưa biết lựa chọn máy nào là máy chính. Cái này thực ra cũng hơi khó tư vấn, còn tùy vào nhu cầu từng người đấy. Còn nếu như cá nhân anh thì chắc chắn anh sẽ lấy Find X6 Pro rồi, bởi vì anh là người cũng tương đối là rành về hàng sách tay. Còn nếu như em thì em phải nên cân đối lại là từ trước giờ là em đã xài hàng sách tay hay chưa. Tất nhiên là với hai con này thì Find X6 Pro nó là flagship, nó vẫn cứ là trội hơn so với những cái dòng gọi là cận cao cấp nha. Kể cả là cao cấp, cho dù là nó chênh nhau lên đến là khoảng 1 năm đi chăng nữa thì Find X6 Pro nó vẫn trội hơn về chất lượng tấm nền màn hình, về camera, tổng quan và hiệu năng thì nó cũng không thua kém. Khi mà nó trang bị chip 8 Gen 2 thậm chí là mạnh hơn cái con Dimensity 8003 Ultra ở trên 14T ấy. Nhưng mà 14T thì nó sẽ khía cạnh an toàn hơn. Thứ nhất là nó sẽ ít tỷ lỗi bị sọc màn nha. Trong khi flagship cũ các dòng Oppo, dòng BBK, Vivo đồ này kia thì sẽ có tỷ lệ bị sọc. Vivo đồ này kia, iQOO rồi là OnePlus, Realme sẽ bị và tiếp theo nữa là bảo hành con 14T sẽ có 24 tháng tức là 2 năm. Trong khi đó thì Find X6 99%, Pro 99% là bảo hành hên xui theo chính sách của người bán thôi. Nhưng mà mức giá thì đúng là hai con này nó sẽ xem và có thể là Find X6 Pro nó tốt hơn một tí đấy. Nên là cái này đánh đổi thôi. Quan trọng là sự đánh đổi. Ok, nếu như mà em chấp nhận đánh đổi những cái rủi ro về bảo hành, về đồ này kia để được một con máy mà có chất lượng camera là vượt trội trong tầm giá, xài sướng, mượt, ngon, đó, build cao cấp thì lấy Find X6 Pro nó ngon lành hơn hẳn ha. Còn ok, em kiểu như cầu toàn và nhu cầu em chỉ cần ở mức độ là trung bình và trên trung bình hay là ở mức khá thôi thì em lấy 14T xài vẫn ngon. Tức là ngon so với lại là phân khúc chính hãng như vậy ha, thì vẫn ok. Và 14T thì có thể em lấy được cái bản 512GB là cao hơn nếu như xét cùng một cái phân khúc. Câu hỏi đến từ bản là Tiki. Mình dùng Samsung A23 5G thì nên nâng lên Tecno Camon 30 hay là Spark 20 Pro Plus hay là Pova 6? Nhu cầu có chơi game. Nếu như mà từ A23 5G mà lên ba con này thì nó cũng cơ bản nó vẫn là cái sự nâng cấp đấy. Nâng cấp ở đây là về gọi là tấm nền màn hình, từ IPS LCD lên màn AMOLED và có sạc nhanh hơn, kiểu như vậy. Còn về hiệu năng thì nó không phải là sự nâng cấp nha, nó cũng ở mức độ tương đồng thôi. Còn nếu như thực sự mà đang xài con này mà quan tâm đến ba mẫu Tecno này á, thì nếu như mà không quan tâm về cái mức giá thì rõ ràng là Camon 30 nó đang là cái con toàn diện nhất. Vì là Spark 20 Pro Plus thì có thể là sẽ có mức giá rẻ hơn đấy, nó tầm 4 củ là mua được rồi. Trong khi nó Camon 30 hay là Pova 6 thì phải tầm 5 củ hoặc gần 5 củ thì nó chênh nhau một củ lần ha. Và Camon 30 nó sẽ lợi thế là có cam nhỉnh hơn so với hai con còn lại, chất lượng tấm nền nó cũng tốt hơn vì cơ bản nó thuộc dòng cao hơn, còn Pova 6 là cái dòng gọi là gaming thôi. Nên là nếu như muốn nâng lên không bận tâm về kinh tế thì lấy con Camon 30 là cái con toàn diện nhất nha. Đó, và con này thì nó còn có tính năng sạc nhánh mà hai con còn lại là không có. Nếu như mà quan tâm đến tính năng này. Câu hỏi đến từ bản Huy Hoàng. Mình dùng Samsung A24 còn nên lên Tecno Camon 30, Poco X6, iQOO Z9 không anh? Được. Các bạn A24 thì nó cũng là hàng Samsung ha. Thì con này tất nhiên nó vẫn có ưu điểm là về màn hình Super AMOLED, về pin trâu. Nhưng mà để nói là những cái tính năng mới thì những cái dòng Trung Quốc thì sẽ có lợi thế hơn. Ví dụ như là cái con iQOO Z9, con này có pin 6000 sạc 80W là nó bá cháy hơn rồi. Có phần mềm Origin OS nó mượt mà dùng sướng này, cũng như là có cái chip 8 Gen 3, sorry 7 Gen 3 là hơn 800.000, Antutu Max là nó cũng mạnh hơn rất nhiều rồi ha. Nên là dùng cũng sướng hơn, game mượt hơn. Còn lên Poco X6 thì con này nó sẽ được chip 7S Gen 2 là chip mạnh hơn để sạc rõ ràng nhanh hơn. nó là 67W, có khi A24 là 25W. Còn Camon 30 thì vẫn được, nếu như ưu tiên về cái mức giá rẻ. Khi con này thì tầm 5 củ thôi là mua được rồi, thì nó có sạc lên đến 70W, vẫn là cái sự nâng cấp, có sạc nháy, có chất lượng tốc đèn màn hình vẫn nhỉnh hơn, hay là camera cũng không thua kém. Đó, thì khía cạnh này thì nâng cấp lên được ha, và tùy vào cái số tiền thôi và loại hàng nữa. Bởi vì là Z9 nó là hàng gọi là hàng xách tay, còn Camon 30 và Poco X6 là hàng chính hãng thì giá thành nó sẽ cao hơn chút. Câu hỏi đến từ bạn Trí Tâm: em đang có 12 triệu, anh tư vấn giúp em máy ngon, em chỉ chơi Liên Quân và cần chụp hình đẹp, pin đâu, sạc nhanh. Nếu như với nhu cầu này thì thực ra là máy chính hãng đã có những cái con mà có thể đáp ứng được rồi. Ví dụ tầm này có thể lấy được Mi 14T, và nếu như em canh sale lấy được cái bản là 512GB thôi, em mua đợt đầu còn được tặng sạc nữa, thì con này khá hợp lý ha. Nó trang bị là chip Dimensity 8000 Ultra để mà em chơi Liên Quân, max setting cũng dư sức rồi. Đó, để mà em chơi rồi ha, cũng như là chụp hình thì con này có cam Leica, để nói đẹp như flagship thì chưa được, nhưng mà trong tầm giá nó vẫn là cái con chụp tốt ha, và có pin 5000 sạc 67W thì cũng được. Đó là một cái con chính hãng khá là ok ha. Và nếu như hàng sách tay tầm này thì em sẽ có nhiều lựa chọn hơn và nó còn ngon hơn. Đó, nhưng mà có thể là em sẽ chọn hàng kiểu như 99 ha. Ví dụ tầm này thì chúng ta có iQOO 12. Đó, con này thì phải nói là vừa camera, vừa hiệu năng, mà vừa pin thì nó mắc pin rồi, và sạc nhanh nó cũng cực kỳ nhanh ha. Hay là em sẽ có làm Oppo Find X6 Pro này, còn một cái con rất là ngon về camera. Hay là tầm này thì có dòng OnePlus, như là OnePlus 12, OnePlus A3 Pro, cũng là những cái con mà thực sự là những cái trải nghiệm về cấu hình hay là pin hay là camera thì nó đều rất là ngon. Câu hỏi đến từ bản Lan Nguyễn: Note 12T Pro 8128 cũ, ngoại hình 97, giá 3 triệu 6, ổn không bạn? Chưa ổn lắm. Lý do tại sao? Nếu như hình thức nó được 99 hoặc tệ lắm là 98 thì hỏa may còn có thể chấp nhận được, nhưng mà 97, lưu ý hình thức 97 là hình thức cũ rồi nha. Hình thức thì các bạn lưu ý nha, cái này thì thường nó không có một cái quy chuẩn, nhưng mà đa số thì sẽ hiểu là hàng 99% là hàng đẹp, không có trầy xước, hoặc nếu có cũng là trầy xước rất nhỏ hoặc rất khó thấy, thì tùy thôi. Cái này với người dễ tính có thể là chấm là 99, còn người khó tính là chấm 98 hoặc 98,5, đại khái kiểu như vậy. Còn hàng 98 là hàng có xước nhưng mà xước nhẹ ha, nó vẫn hình thức tổng quan vẫn đẹp như 99, nhưng mà chỉ có là nó có xước nhẹ và có thể nhìn thấy được nếu như nhìn kỹ. Còn hàng 97 là hàng cũ, có thể xước nhiều rồi, đồ này kia, đồ này các kiểu, có thể xước màn luôn rồi. Thì với cái hình thức như này và giá này thì nó chưa hợp lý lắm. Bởi vì là với cái phân khúc mức giá này có thể mua được Note 11T Pro Plus là mới tinh luôn nha. Trong khi đó thì Note 11T Pro Plus thì nó cũng tương tự về cấu hình như là Note 12T Pro, thậm chí nó còn có sạc 120W là cao hơn, thì không tồi gì nha. Nên là bạn cũng sẽ lưu ý lại. Rồi thì trên đây là tổng hợp một số những câu hỏi nổi bật mà các bạn gửi về cho mình trong số hỏi đáp công nghệ lần này. Nếu như cảm thấy hữu ích, hãy nhớ bấm like, đăng ký, đam mê công nghệ để ủng hộ team mình. Đón chờ những video về sau.